Xin kính chào các quý vị. Năm 2021, dấu ấn của dòng Bull & Kim đến từ Anh Quốc lại tiếp tục với dòng chùm series, đó chính là dòng D4. Trước mặt các bạn đây chính là dòng Bull & Kim 801D4. Đây là một phiên bản mới nhất và nó có một cái sự thay đổi đến hơn 100 chi tiết qua các cái sự hãng chia sẻ, cộng thêm với cả một màu sắc của vỏ gỗ. Và đây chính là màu quăn nút. Còn bây giờ tôi sẽ xin được phép khui thùng cặp loa này để chúng ta có một xem một cái sự cảm nhận mới, một luồng hơi thở mới của dòng Bull & Kim dành cho các audiophile trên toàn thế giới như thế nào. Dòng Bull & Kim này thì như các bạn nhìn thấy thì nó được đóng trong một cái khối cắt tông rất là lớn và nó có trọng lượng lên tới 114kg cho một chiếc loa. Tức là tổng trọng lượng lên tới 228kg. Nhưng dòng Bull & Kim này đã được nghiên cứu rất kỹ khi để một mình tôi hoặc thêm một kỹ thuật nữa cũng có thể tháo được hệ thống thùng loa này và đưa được cặp loa này ra ngoài. Các bạn cùng xem. Đầu tiên thì nó chỉ có hai cái dây đai như thế này. Và ở dưới là một hệ thống xốp chống sốc. Nó cũng là vừa cái chân đế để giữ được toàn bộ hệ thống cắt tông này. Đây là lần tái bản thứ tư với dòng Bull & Kim của dòng series cao nhất. Và cũng được trên toàn thế giới rất là mến mộ cũng... Và cũng không nằm ngoài đó là những Stro của bên nước Mỹ thì cũng rất là thích những dòng Bull & Kim này. Và bên này thì nó có một cái hộp phụ kiện của dòng 800 series Diamond. Với dòng này thì nó sẽ có một cái phiếu bảo hành. Và bảo hành lên tới tận 5 năm cho một sản phẩm này, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Còn bên dưới này thì nó có thêm cho các bạn là một cái khăn lau. Còn đây là toàn bộ hệ thống phụ kiện, nó gồm có hai jumper để khi mình kết nối giữa phần loa phần âm trung và phần âm trầm. Còn đây là chính là một hệ thống mới nhất của hãng khi đưa vào dòng sản phẩm này, đó là vì chân của chân loa đằng sau giống như cặp loa trước tôi đã tháo thì là cái đây là chính là cái phần fix chân loa đằng sau. Để khi mình định vị được cái vị trí điểm ngọt rồi thì mình sẽ đưa nó vào. Còn cái phần trên này thì đây chính là cái yếu tố để vừa là cái phần trang trí vừa là cái phần kích về phần chân. Còn đây là cái tay công. Với những cặp loa mà lớn thế này mà với các hãng khác thì đấy đó là một cái sự rất là vất vả cho các kỹ thuật khi đưa những dòng sản phẩm này ra ngoài. Đó, các bạn thấy cái sự tiện lợi không? Chỉ có hai tấm bì đan ráp vào nhau thôi nhưng mà nó lại giữ được cả một cặp loa này. Và ở trên này thì nó có một cái khối bằng xốp dày đúc xốp để nó giữ cho cái phần tweeter của dòng loa Bull & Kim này. Còn đây chính là mặt e căng và bốn chân này chính là cái chân trống để tránh tình trạng là cái bọt xốp này nó tì trực tiếp vào phần loa. Các bạn thế này thì cần có một chút khéo, một chút quan sát một chút là các bạn có thể đưa được chiếc cặp loa này ra ngoài. Còn đây là phần e căng. Cái e căng năm nay của dòng Bull & Kim D4 này thì đã có sự mới lạ hơn, tức là cái sự kết cấu của cặp cái dòng e căng này nó cũng đã có khác đấy các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy đây là cái phần của loa bass này. Toàn bộ hệ thống làm thật trông thật là chắc chắn. Và với những tay nhôm, và các bạn có nhìn thấy qua ánh đèn của máy chiếu máy soi không thì thấy cái độ mài này, sự chắc chắn này, cộng thêm mặt đằng trước này, đúng là một thương hiệu đi cùng năm tháng. Độ bền chắc tôi nghĩ gần như là vĩnh cửu. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được bóc và chúng ta cùng cảm nhận của màu quăn nút này như thế nào. Đây là một phiên bản mới nhất và chỉ có năm 2021. Dấu ấn của Bull & Kim đó chính là dòng 801D4 với màu quăn nút rất đặc biệt. Sự đặc biệt của màu quăn nút chỉ có năm 2021 có tại Bull & Kim. Và bây giờ thì tôi
sẽ cùng các bạn chiêm ngưỡng xem cái màu ăn nút này nó như thế nào. Vâng, thật hoàn hảo, quá đẹp các bạn ạ. Khi những cái màu này nó có những cái gam màu nó kết hợp với nhau, giống như là đầu tiên thì nói đến cái màu ăn nút, đó chính là một cái màu vân gỗ, nó giống như màu gỗ vân của ốc chó, nhưng mà nó có cái sự sang trọng cộng thêm với cả cái màu vân này, nó làm cho cặp loa có cái độ đi độ mềm mại đi rất nhiều, nhưng lại có cái độ đẹp của cái tính tự nhiên về đó là những cái vân gỗ. Và phần thứ hai về phần màu sắc thì kết hợp giữa màu ăn nút cộng thêm với cả màu xám ghi, và chúng ta nhìn đây thì chúng ta lại có cảm giác giống như là một cái tuabin của hệ thống cầu cánh máy bay. Còn phần trên này thì đó là một cái twitter bằng được nhôm đúc khối liền. Thì cái đó thì là trong một chương trình khác thì tôi sẽ đưa các bạn lên và giới thiệu review sâu hơn về tính kỹ thuật của cặp loa này. Còn bây giờ thì tôi sẽ đóng thử những cái thiết bị mà được trang bị cho này. Đó chính là cái phần loa của midrange. Còn phần bên dưới này chính là phần của midbass, của loa bass này. Sự hoàn hảo đẹp quá các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn xem mà khi cái độ khít của các cái này nó sẽ tạo được một cái dấu ấn, tức là để trần ra thì nó lại có cái nét đẹp riêng của cái phong cách của để loa trần, mà khi mình đậy vào mình lại có một cái sự kín đáo nhưng mà nó vẫn giữ được một cái sự mềm mại. Và toàn bộ cái màu này thì tôi thấy rất là ưng, vì đây là một dòng sản phẩm nó kết hợp giữa da, gỗ và kim loại, nó tạo lên được một cái chất âm riêng và một cái màu sắc riêng của cặp Winkin này. Còn cầu loa thì nó cũng có sự khác biệt. Có cặp cổ trước thì nó sẽ dùng theo đánh lệch nhau, nhưng cầu này thì nó đã phân ra làm hai bên rồi, tức là một bên là bên lau và bên hai rồi. Cái đó còn đây là hệ thống ở phía chân đế này thì nó thấy có độ lớn hơn rõ rệt, tức là cái bệ đỡ này nó lớn hơn. Còn phần hai con ốc này chắc bạn rõ, nhưng mà lấy là tôi giới thiệu thì đây chính là hai cái phích điểm ngọt, tức là nó là điểm để đằng sau mình khi mình không cần phải hạ bánh xe là xuống. Vâng, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi YouTube Khui Thùng 801D4 của dòng Winkin tại shop Audio Thiên Hà số 1598 Thái Hà. Hẹn các bạn vào YouTube tới tiếp theo để chúng ta cùng test thử dòng Winkin này với hệ thống âm ly gì và cho một thắc âm thanh ra sao. Hẹn các bạn YouTube tới.